chào các bạn. Ở cái video trước là tôi đã hướng dẫn cho các anh em là kích hoạt cái cơ cấu chấp hành, tức là kích hoạt cái cửa sổ lên xuống kính. Một số anh em nói tại sao là chúng ta ra ngoài chúng ta làm nó rất đơn giản, làm sao mà phải phức tạp hóa cái việc mà sử dụng cái máy chẩn đoán, sử dụng cái thiết bị chẩn đoán để bắt bệnh. Thì thưa các anh em là hiện nay là các cái dòng xe đời mới là những cái công tắc ở trên xe, công tắc điện trên xe, công tắc ghế, công tắc cửa sổ trời, công tắc cửa sổ kính, nó không phải là những cái dạng tiếp điểm on off thông thường nữa, mà chúng nó sử dụng cái mạng giao tiếp hết rồi. Cho nên là anh em thấy rằng là đây, tôi ở video lần này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chúng ta kiểm tra cái mạng kết nối của nó đây, và tại sao chúng ta lại phải sử dụng cái cơ cấu kích hoạt, cái việc cái chức năng kích hoạt để kích hoạt kiểm tra các cơ cấu chấp hành là lý do này. Đây, anh em thấy rằng trước đây là cái công tắc, giả sử như công tắc nâng hạ kính chẳng hạn, trước đây nó rất nhiều dây để điều khiển các kính của bốn cánh cửa, cũng như là các cái chế độ gập gương hay là lốc cửa. Bây giờ anh em thấy cả cái công tắc nâng hạ kính nó bao gồm có cả chế độ lốc cửa nữa, điều khiển cửa kính bốn cánh cửa còn lại, nó cũng chỉ có mấy dây thôi, nó chỉ có dây nguồn cấp và dây mạng giao tiếp thôi. Thì anh em thấy rằng đây, tôi sẽ sử dụng một cái máy đo xung, anh em có thể sử dụng nhiều loại máy đo khác nhau, như ở đây tôi sử dụng cái máy đo xung này. Tôi sẽ đo xung, tôi sẽ cho anh em thấy. Đây, tôi sẽ đo tìm một cái chân xung cho anh em. Chưa phải. Đây, anh em thấy rằng là ở đây nó dùng cái mạng lin rồi. Đó, chúng ta thấy rằng là nó sử dụng cái mạng lin rồi. Nó là cái, nó không phải là công tắc on off nữa. Tất cả các cánh cửa còn lại nó cũng chỉ điều khiển qua một cái dây này thôi. Nó điều khiển qua một cái dây này và nó chỉ thay đổi trong một cái đơn vị, trong một cái đơn vị, nó chỉ thay đổi ở mức cấp hoặc thấp hoặc mức cao. Nó thay đổi đi một chút là nó sẽ hiểu được là nó đang muốn điều khiển cái gì. Cho nên là chúng ta không thể sử dụng cái cách thông thường là sử dụng đèn thử để kiểm tra được nữa, hay là không thể sử dụng cái đồng hồ đo thông thường để đo được công tắc nữa, mà chúng ta buộc phải sử dụng cái phân tích data lead để kiểm tra xem công tắc này còn hoạt động hay không, và cũng như là kích hoạt để kiểm tra cơ cấu chấp hành xem là cái cơ cấu chấp hành nó có hoạt động tốt hay không. Nó dễ hơn rất nhiều. Các cái dòng xe đời mới hiện nay là điện nó phức tạp hơn, nhưng nếu biết cách thì chúng ta sẽ dễ dàng sửa hơn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái đường này nó có lin, chứng tỏ là cái đường dây từ hộp body đến đây nó đang bình thường, đang tốt. Đó, đầu tiên là khi mà nó không hoạt động thì chúng ta sẽ kiểm tra nguồn trước, nguồn âm, nguồn dương tại công tắc này, và chúng ta kiểm tra cái đường lin này. Kiểm tra để biết thôi, trong thực tế là chúng ta gần như chúng ta không có đo cái đường này. Gần như không có đo đường này, không phải ai cũng có đồng hồ đo xung để đo, và trong quá trình sửa chữa thì cũng chưa nhất thiết phải đo cái này. Chúng ta có thể sử dụng tốt cái phần data lead để chúng ta khi bật nâng kính lên thì nó công tắc này nó báo về hộp body chưa? Hạ kính xuống công tắc nó báo về hộp body chưa? Và lúc đó motor quay chưa? Đây chúng ta, tôi sẽ thử cho anh em thấy này. Ta vừa bấm lên này, bấm lên và xem, chúng ta không thể phát hiện được cái sự thay đổi của nó đâu. Cái data lead cái xung của nó này. Kính đang lên xuống và tôi đang bật. Như các bạn không thể nhìn thấy cái sự thay đổi ở trên này đâu, rất khó nhìn bằng mắt thường. Đó, cho nên là chúng ta buộc phải phân tích tốt cái cơ cấu phân tích dữ liệu động và sử dụng cái chức năng kích hoạt thật tốt để kiểm tra các cái cơ cấu, các cái thiết bị ở trên xe nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.